Thế cái giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Hôm nay mình quay video giới thiệu về đến mọi người một cái giống vú sữa mà hiện nay nó đang rất là hot và cũng đang khá là nhiều bà con đang đầu tư vào nó để trồng nha mọi người. Đó. Thì đây. Đây là giống vú sữa Hoàng Kim nha mọi người. Đó. Đây là lô vú sữa Hoàng Kim của mình ở cửa hàng. Hiện tại đây là lô cây cây hạt nha mọi người. Là cái ương hạt lên đó, thì giá nó cũng không có cao, nó đang giảm giá rồi mọi người, do tình hình dịch bệnh nên cửa hàng có chính sách giảm giá cho nó nha. Về cái giống vú sữa này thì cái thời gian trồng của nó khoảng 2 năm nha mọi người, 2 năm đến 2 năm rưỡi tùy theo cách mình chăm sóc, và nó có một điều đặc biệt, nó có thể trồng được trong chậu nha mọi người đó. Và cái quả nó rất là to, khoảng nếu mà chăm sóc tốt, điều kiện tốt có thể là 2 trái là 1 ký mọi người, rất là to luôn nha. Nó còn bình thường là khoảng 3 trái. Đó, quả thì có màu vàng rất là đẹp, và ruột thì chỉ có 1 hạt thôi nha mọi người. Nó có một đặc điểm rất là lạ, và là trái, mỗi trái nó chỉ có 1 hạt thôi. Thì đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đó. Sữa Hoàng Kim nhưng mà thế với cái giống thì hiện tại cái cây của mình nó cao khoảng 20 đến 30 cm, cây rất là tốt, rất là xanh lá um tùm và đang ra được non rất là nhiều nha. Đó. Đang ra được non rất là nhanh lớn nha mọi người, và cái kinh tế mà nó mang lại cũng rất là cao. Giá thành 1 ký nó đang dao động rất là cao luôn, là 1 ký là khoảng 2-3 trái là mấy trăm ngàn đấy. Thì mọi người có nhu cầu trồng giống vú sữa Hoàng Kim thì có thể liên hệ đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè, địa chỉ quốc lộ 30 ấp 4 xã Tân Hưng huyện Cái Bè. Còn mọi người biết thêm về giá, kỹ thuật trồng như cách thức chăm sóc của giống vú sữa Hoàng Kim có thể liên hệ số điện thoại 0824 664499. Mọi người có nhu cầu muốn xem cái giống cây gì có ở cửa hàng thì có thể comment, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó. Hãy subscribe theo dõi kênh để đón xem nhiều cái video hấp dẫn khác. Chúc mọi người có một vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.